Dạ các bạn, sáng nay nghe tin cà phê lên giá quá mức, đang lập một kỷ lục mới của giá cà phê Robusta Arabica. Trong cái tình hình này, tôi nghĩ rằng là chúc mừng các bạn nông dân và đã bao nhiêu năm nay khó khăn thì năm nay thì đã là một cái năm để mà lấy lại cái tinh thần, lấy lại cái động lực. Tuy nhiên là khi mà các bạn nông dân mà nó tốt như vậy thì quay lại đối với các bạn rang cà phê thì có một số cái khó khăn. Tuy nhiên là các bạn thấy đâu, hàng năm của mình là cà phê nó quá thấp, chứ năm nay giá cao thì mình bị sốc thôi. Còn lại bản chất của vấn đề là cà phê phải có giá trị của nó chứ. Chứ còn mà nếu như nếu mà giá thấp quá thì không có động lực thì nông dân không làm nữa, hoặc là phá bỏ cây nữa, thì chúng ta lại gặp nhiều rắc rối khác, chứ không phải là chỉ rắc rối về giá đâu. Vậy thì tôi có bài gợi ý như sau. Nếu như bạn là người là nhà rang cà phê chất lượng cao, điểm tầm 75 điểm thì bạn có khả năng test cup, thì các bạn hãy chấp nhận là vay tiền ngân hàng hay là dùng tiền của gia đình hay dùng tiền tự có để mà trữ hàng. Chắc chắn rằng là giá nó còn có khả năng là tăng tiếp. Đồng thời sau cái đợt mùa rồi thì các bạn không có khả năng mua cà phê mà chất lượng cao nữa, bởi vì một năm chỉ có làm một lần mà thôi. Thì cái chuyện này là mua cao thì mình vẫn có thể bán giá cao được với chất lượng cạnh tranh. Còn đối với các bạn mà với cạnh tranh trên cái thị trường giá thấp thì đây là một cái tai họa các bạn. Tai họa các bạn là bây giờ giá mặc dù là chất lượng nó vẫn thấp nhưng mà giá nó bị đội lên, cho nên là các bạn khó khăn rồi là thuyết phục được cái chủ quán. Mặc dù như vậy, thông tin đại chúng rất là rõ ràng, cho nên chủ quán cũng biết được là giá đang tăng để giảm được áp lực mà thôi. Là tôi nghĩ rằng cái giá trị của ly cà phê bắt đầu nó thực sự sắc lập, và điều này có thể rằng là các bạn sẽ bị sốc vì khó khăn giai đoạn đầu thôi, rồi chúng ta sẽ vượt qua. Thì nếu mà là chủ quán thì hãy cùng nhau cùng với các nhà rang để vượt qua giai đoạn này, đừng có bị hoảng loạn. Điều mà tôi nghĩ rằng nếu như giá cốt của các bạn thì trước giờ thì tầm đâu đó 15-17%, thì bây giờ tăng lên giá cốt tầm 20-25% là cao nhất, thì vẫn là giá cốt bình thường của một cái sản phẩm ngành F&B. Cho nên các bạn cứ tự nhiên, các bạn cứ thoải mái mà kinh doanh. Và một lời khuyên của tôi là làm sao để giữ chất lượng, làm sao để mà tăng chất lượng. Điều này sẽ giúp cho các bạn cạnh tranh lâu dài nha. Rồi, hy vọng các bạn vượt qua được cái khó khăn năm nay.